Có thể anh em đã biết, hổ, báo là những loài động vật vô cùng dũng mãnh và mạnh mẽ. Từ xưa đến nay, chúng luôn là biểu tượng và là nguồn cảm hứng sáng tạo vô hạn cho nghệ thuật. Anh em chắc hẳn đã biết đến sức mạnh của chú báo này, hoặc thậm chí là sự dũng mãnh của mấy chú báo này. À, nhưng chắc chắn cũng phải chú báo này rồi. Và ngày hôm nay mình có mặt ở đây đi cùng với chú báo mạnh mẽ này để cùng anh em tìm hiểu về một chú báo cũng oai vệ và mạnh mẽ không kém. Nhưng mà chú báo này lại không đến từ Mương 14 hay là Marvel đâu. Chú đến từ MSI. Xin giới thiệu với anh em MSI GL65 Leopard 10SDK, báo đen của nhà rồng đỏ. Nếu anh em đang quan tâm đến mẫu GL65 hay bất kể một mẫu máy nào, anh em hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300, giảm giá trực tiếp 300.000 đồng bất kỳ mẫu máy nào tại cửa hàng. Link chi tiết về chương trình và mô tả sản phẩm mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả nhé. Chú báo có mặt tại đây hôm nay mang trong mình một cấu hình vô cùng mạnh mẽ. Ở đây là chip i7-10750H thế hệ thứ 10, đi kèm với đó là SSD 512GB M2 PCIe. Ngoài ra chúng ta còn có 16GB RAM và các GPU GTX 1660 Ti. Với cấu hình như này, chú báo này hoàn toàn là một người đồng hành mạnh mẽ, đủ để cùng anh em chiến mọi tựa game nặng nhất hiện nay. Điểm thu hút đầu tiên khi mà mình chạm vào chiếc máy này đó chính là về độ hoàn thiện và cảm giác cầm nắm rất là tốt. Mình ban đầu thì khá là tiếc khi mà chiếc máy này hoàn thiện chủ yếu làm từ nhựa. Nhưng mà sau này khi mà sử dụng lâu rồi thì mình sẽ cảm thấy sờ vào cảm giác rất là cao cấp và mình sẽ không còn tiếc cái phần đề kia nữa. Những chi tiết thì gọn gàng, sắc sảo, không có một chút nào ọp ẹp hay là thừa cả. Điểm trừ ở đây chỉ là chiếc máy này khá là bám mồ hôi ở vân tay đấy, anh em cần phải vệ sinh thường xuyên nhá. Đến với thiết kế của chiếc GL65, MSI đã nhồi nhét vào chiếc GL65 này một cấu hình rất là khủng. Đi kèm với đó là một bộ tản nhiệt cũng khủng không kém. Chính vì vậy, chiếc máy này sẽ dày khoảng 27,5mm và nặng khoảng 2,3kg. Đây chắc chắn sẽ không phải là một mẫu laptop gaming mỏng nhẹ rồi. Chúng ta sẽ có ở mặt lưng là logo rồng đỏ phát sáng, đi kèm với hai bên là hai đường viền dọc nhô cao rất là cool ngầu. Các đường nét hai bên và mặt đáy mặc dù không mắc chạm trổ rồng phượng nhưng mà lại rất mạnh mẽ và phóng khoáng. Đúng với phong cách thiết kế, nếu như mà ta không mỏng nhẹ nhất thì phải là cool ngầu nhất. Mặt đáy dạng mặt lưới giúp thoáng khí, lưu thông gió và tản nhiệt tốt hơn. Tuy nhiên sẽ gây ra cảm giác là hơi mỏng manh khi mà chúng ta gõ mạnh vào mặt đáy này. Phía sau là tên của dòng máy Leopard. Điều này khiến cho các cổng kết nối sẽ được đưa sang hai bên. Các cổng kết nối sẽ bao gồm gì? Về các cổng kết nối, ở phía cạnh trái chúng ta sẽ có các cổng audio, tai nghe này, mic này, cổng USB Type-C, một cổng USB 3.2, một cổng DisplayPort, một cổng HDMI, ở đây còn có cả cổng LAN RJ45. Ngoài ra thì ở đây là khe gió. Đối với bên cạnh phải, chúng ta sẽ có ở đây là cổng nguồn này, một khe thẻ SD và hai cổng USB 3.2. Tuy nhiên thì mình khá là khó chịu với cách bố trí cổng kết nối của MSI. Ở đây thì cổng USB để ở phía bên dưới của cạnh phải này thì khá là vô duyên, nếu như mình dùng chuột có dây để cắm bên này, mình buộc lòng phải vòng dây sang bên phía trái này để cắm, hoặc là mình sẽ phải dùng chuột không dây. Ngoài ra thì khi mà mình cần phải trình chiếu xuất hình lên máy chiếu hoặc là những tấm màn khác thì mình phải cắm ở phía bên cạnh trái này, nó không được tiện lợi và khá là nhiều dây loằng ngoằng, không được tiện lợi như là mấy mẫu laptop gaming gần đây. Một điểm mà mình cần phải nói đến đó chính là về màn hình. Màn hình của chiếc GL65 này chúng ta sẽ được trang bị màn hình 15,6 inch IPS với viền màn hình siêu mỏng cánh. À không, ba cạnh siêu mỏng cánh thôi, một cạnh chúng ta vẫn dày. Tuy nhiên nó sẽ có cải thiện so với bản cũ, đó chính là ở đây chúng ta sẽ có một màn hình 144Hz rất đẹp, màu sắc trong trẻo, tái hiện màu sắc rất tốt, độ phổ màu cao. Đó chính là 97% sRGB, 73% aWRGB với độ sáng tối đa là 343 nit và delta E khá là thấp, chỉ khoảng 1,29 thôi. Với màn hình đẹp như thế này thì chúng ta có thể làm gì? Không chỉ phù hợp với những game FPS mà còn phù hợp với những anh em nào mà làm đồ họa, chỉnh sửa ảnh hoặc là làm multimedia nữa, cũng rất là tuyệt vời, rất là hợp. Một điểm đáng tiền nữa trên chiếc máy GL65 này đó chính là về bàn phím. Ông trời thì tạo ra địa chấn và bàn phím của GL65 chắc chắn là một điểm nhấn. Bàn phím ở đây rất đẹp với LED RGB Berkey của SteelSeries. Chúng ta có thể tùy chỉnh được từng phím, có thể gắn là phím A thì hãy gõ ra thành phím S, hoặc là chỉnh màu tùy theo phong cách của anh em. Anh em thích màu mè cá nhân như nào, hoàn toàn có thể sử dụng và chỉnh sửa từng phím ở đây một. Và nếu không thích thì anh em có thể sử dụng template ở trong này là bay lắc theo điệu nhạc disco ở trên bàn phím này thôi. Chúng ta sẽ có một bàn phím full size, diện tích và khoảng cách của các phím khá là hợp lý với độ phản hồi tốt, nhanh, có thoải mái,
khiến anh em có thể đạt được tốc độ gõ rất là cao đấy. Với tốc độ gõ cao này sẽ mang lại chiến thắng cho anh em trong những pha combat mà yêu cầu gõ phím tốc độ. Hoặc là nếu anh em combat thua thì có thể comment chửi đồng đội với team địch cũng rất là nhanh. Điểm trừ trên chiếc bàn phím này đó chính là việc MSI đã bố trí layout chưa phù hợp. Ở đây thì mình thường hay dùng phím Windows ở phía bên trái này thì MSI đã bỏ đi. Phím lên xuống sang này thì cũng ăn vào bên bàn phím số, rất là dễ bấm nhầm đối với những người mà chưa dùng quen bàn phím này. Mình thì cũng đã dùng một thời gian rồi, cũng dùng khá là quen nhưng mà mình vẫn hay bấm nhầm. Touchpad thì rộng, hoàn thiện tuyệt vời, mình không có điểm gì chê ở trên chiếc touchpad này cả. Một điểm hay nữa ở trên chiếc touchpad này rất là thông minh, đấy là nếu như mình có lỡ tì cổ tay vào thì nó cũng sẽ không nhận chuột. Điều này sẽ khiến cho anh em khi mà gõ ở trên bàn phím này mà lỡ tì tay vào hoặc là chạm vào thì sẽ không bị nhảy chuột ra chỗ khác. Rất là tốt đúng không? Ở đây thì chúng ta còn có hai nút phím bấm nữa. Tuy nhiên thì hai phím bấm này thì hơi cứng và lực không đều nhau. Mình có một bên phải bấm nhiều, dùng nhiều lực hơn thì mới ăn cái phím đấy. Đấy là điểm hơi khó chịu một tí thôi. Và đó là về bàn phím. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về khả năng nâng cấp của chiếc máy này nhé. Về khả năng nâng cấp của chiếc máy này, chúng ta sẽ có ở đây là 2 khe RAM với bus là 2666. Có thể mở rộng tối đa lên đến 32GB. Ở đây thì mình đã thấy hãng trang bị và bảo vệ khu vực RAM này khá là cẩn thận. Tiếp theo đó bên này là khe SD với chuẩn là 2280. Bên này chúng ta sẽ có một khe 2.5 SATA để có thể cho anh em mở rộng HDD hoặc là SSD. Đây là cạc Wi-Fi 6.0. Bên này chúng ta sẽ được trang bị là hệ thống Giant Speaker. Ở đây chúng ta còn có cả hai quạt tản nhiệt và đi kèm với đó là 7 ống đồng để có thể tản nhiệt cho CPU và GPU. Ngoài ra bên này thì chúng ta sẽ được trang bị là viên pin với dung lượng là 51Wh. Với dung lượng pin này hoàn toàn có thể đủ để cho anh em sử dụng trong tầm khoảng từ 3 cho đến 4 tiếng với những tác vụ chơi game. Một điểm chắc chắn mà chúng ta cần phải quan tâm ở trên chiếc GL65 này đó chính là về khả năng giải trí. Hãng đã khoe với chúng ta là sử dụng công nghệ là Giant Speaker. Loa sẽ to hơn gấp 3 lần so với những loại loa bình thường. Trong điều kiện sử dụng thì mình đã thử qua và thấy rằng là đúng là có to hơn thật. Và nó khi mà nghe thì mình sẽ nghe rõ được cả 3 giải mid, treble và bass. Tuy nhiên thì âm thanh ở đây sẽ là tốt đối với gaming thôi, nhưng mà nó sẽ không quá xuất sắc, đủ phù hợp để anh em mà chơi game và xem phim. Còn nếu như mà anh em nào mà muốn cảm nhận âm nhạc, bay theo điệu nhạc thì không phù hợp đâu nhá. Đi kèm với cấu hình khủng mà mình đã nêu cho anh em ở bên trên kia thì chắc chắn hãng sẽ phải trang bị cho chiếc GL65 này một hệ thống tản nhiệt cũng khủng khiếp không kém. Chúng ta sẽ được trang bị hai quạt, 7 ống đồng. Nhà có thừa gì ngoài ống đồng đâu. Mặt sau thoáng, rất nhiều khe gió tản nhiệt. Đi kèm với đó là công nghệ Cooler Boost. Mặc dù khá là ồn ào đấy, nhưng mà rất mát mẻ, khiến cho việc vận hành của chiếc máy này rất tốt và đạt được hiệu năng cao. Thường thì khi mà mình chơi game ở trên chiếc máy này thì nhiệt độ cũng sẽ khoảng là dưới 90 độ thôi. Nếu như mà mình có chơi game nặng lắm đi chăng nữa thì nhiệt độ cũng chỉ hơn chênh hơn một tẹo một chút thôi. Khi mà mình sử dụng sẽ không hề cảm thấy nóng ở phần bàn phím này, khác hoàn toàn so với lại cả những gì mà anh em đã phản ánh. Ok, và nếu như mà anh em vẫn chưa tin rằng nhiệt độ của chiếc máy này rất ổn thì tối nay mình sẽ chơi thử một vài tựa game để anh em nhìn xem nhiệt độ của chiếc máy này như nào nhá. Sao quạt tản nhiệt ồn thế nhở? Chúng tắt chỗ nào nhở? Anh em cũng thấy rồi đấy, thế thì mình chưa thể cho anh em xem được, test game được. Hẹn anh em ở video test game cho chiếc GL65 này sau nhá. Ok, tổng kết lại, với chiếc GL65 Leopard 10SDK này, chúng ta sẽ có một cỗ máy giải trí đỉnh cao ở tầm giá 30 triệu đồng. Chúng ta sẽ có cấu hình sử dụng chip Intel mạnh mẽ, màn hình và bàn phím vô cùng tuyệt vời. Đây chắc chắn sẽ là một chiến binh hữu dụng đối với anh em game thủ và cả những anh em mà làm đồ họa về modeling, multimedia và chỉnh sửa video nữa. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi mình đến tận cuối video này. Anh em có thể tham khảo mẫu GL65 này tại cửa hàng Laptop AZ cùng với mã giảm giá AZ300, giảm trực tiếp 300.000 đồng với bất kỳ mẫu máy nào mua tại cửa hàng Laptop AZ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.